Hiện trên những triền đê và rừng ngập mặn, các xã bãi ngang ven biển của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, hòa số vẹt nở trắng cả một vùng. Đây là thời điểm thợ nuôi ong trong và ngoài tỉnh đưa những đàn ong về đây để khai thác mật tự nhiên, đem lại hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái ven biển của tỉnh. Toàn huyện Kim Sơn có trên 700 hecta rừng ngập mặn, chủ yếu là trồng cây sú vẹt, có sức sống khỏe, chịu được ngập mặn, nhiều hoa nên rất hấp dẫn các loài ong. Khi loài hoa này nở rộ vào cuối tháng 4 đến cuối tháng 8, khoảng 20 chủ nuôi với khoảng 5.000 đàn ong được người dân trong và ngoài tỉnh mang về đây khai thác nguồn hoa tự nhiên. Hoa vẹt nó sẽ nở vào buổi sáng, con ong nó đi làm là được khoảng chừng từ buổi sáng đến 8 giờ thôi là nó lắng lên là hoa nó 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 cúp vào là cái lượng mật nó giảm bớt đi mà lắng con ong nó cũng không đi nữa. Và buổi chiều thì thì ong nó lại đi làm bình thường nhưng buổi chiều thì nó sẽ loãng hơn buổi sáng. Nghề nuôi ong cho thu nhập cao, song cần đòi hỏi sự cân cù, chịu khó. Bởi thời điểm vào vụ ong làm mật cũng là lúc thời tiết nắng nóng gai gắt. Người nuôi ong phải làm mái che để tránh nắng, vệ sinh thùng ong sạch sẽ, thường xuyên đảo cầu để mật lên đều, nắm bắt được diễn biến sức khỏe của từng đàn ong, bởi đây là loài rất nhạy cảm với thời tiết và dễ nhiễm bệnh để mật ong nó được chất lượng ngon ấy thì phải có được đàn ong mạnh đàn ong khỏe thì nó mới đem ra được giọt mật già và giọt mật ngon năm nay thời tiết thuận lợi mật ong từ phấn hoa xú vẹt thơm và màu đẹp hơn người nuôi rất phấn khởi trung bình 1.000 thùng ong cho thu hoạch khoảng 8 đến 10 tấn mật một vụ hoa sản lượng mật vào khoảng 50 đến 70 tấn giá trị hàng tỷ đồng nhờ vậy rừng ngập mặn kim sơn không chỉ bảo vệ cải tạo môi trường sinh thái ven biển mà còn tạo ra sinh kế bền vững cho người dân trong đó nuôi ong lấy mật là một mô hình tiêu biểu